Hiện tại đang là 3 giờ chiều ngày 11 tháng 8 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hiện tại trên màn hình là một bộ bàn ghế trường kỷ. Chúng tôi đang trong quá trình phun hoàn thiện đây, phun sơn hoàn thiện bộ trường kỷ cho anh khách hàng tại Quảng Ninh. Anh khách hàng này bộ này ở tại Quảng Ninh. Bộ này là bằng chất liệu gỗ gỗ và hàng đại tục và quý. Đây chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện thì chúng tôi sẽ quay đến gửi cho anh xem. Anh đã đặt chúng tôi bộ này một thời gian khá là lâu rồi. Đây, chân rất là to, hàng là hàng đại, chân to hàng đại. Đây quý vị đây, đang trong quá trình lên màu rất là đẹp. Chiếc ghế thứ hai. Có phía ngoài này là chiếc bàn thiếu. Ngoài tôi đang đánh giấy dán xong và chuẩn bị để đem vào đây để phun sơn. Chân rất là to, bộ này chân to, hàng đại chân rất to. Rất là hoành tráng, ngồi thì cực kỳ là vẻ vẻ luôn. Đấy, hai chiếc trường. Nhưng quý vị là ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086, website đồgỗtùng8.com. Và địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.